Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, người dân Trung Quốc đang hoảng loạn vì những thông tin ngày tận thế ập tới trên nước này. Giờ đây, lũ lụt thiên tai, động đất sóng thần tràn ngập khắp nơi ở Trung Quốc. Mở những trang mạng, báo chí, truyền hình chỉ thấy lũ chồng lũ, núi lửa rồi tiếp nối động đất và bao nhiêu tai ương dịch họa. Chưa hết, mới đây nhất trên kênh truyền hình CCTV đã phải cố trấn an dư luận vì tin đồn ngày tận thế, với việc 60.000 tấn mưa bụi của vũ trụ đổ ập xuống trái đất vào vùng quái vật địa ngục sắp nổ sẽ rớt trúng vào khu vực hoang nguyên của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc vốn mê tín và tò mò, nhưng sự hiếu kỳ từng túng tụng 5 tụng 7 ở khắp hang cùng ngõ hẻm để dì tai nhau những nỗi kinh hoàng mà họ cảm nhận. Trước đó, trên một tạp chí của Hội Thiên văn và Vũ trụ Thượng Hải đã đăng tải phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đã gây ra sự hoang mang cho dư luận. Nhiều nhà khoa học tin rằng vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm nay thì những vụ nổ trên có thể xảy ra. Trong một diễn biến liên quan, có 338 trận mưa bụi ngoài hành tinh có thể đổ xuống trái đất vào năm nay, vượt mức thông thường. Thông tin rò rỉ mới đây về việc phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ cận kề trái đất có khả năng hủy diệt loài người. Cũng như trái đất trong năm nay sẽ phải hứng chịu gần 60.000 tấn mưa bụi ngoài hành tinh ập xuống đang gây ra sự hoang mang và lo lắng trong dư luận. Nhiều người tự hỏi có phải chăng sẽ xảy ra ngày tận thế hay không? Thực hư về những thông tin gây kinh hoàng dư luận này như thế nào và diễn biến của những sự kiện trên ra sao? Mời quý vị khán thính giả tìm hiểu trong bản tin thời sự tổng hợp hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, một phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đang cận kề trái đất. Stratosphere là một thế giới đầy những ngôi sao quái vật màu xanh lam cực nóng, lớn gấp 3 đến 6 lần mặt trời và sắp nổ tung. Các nhà khoa học Anh và Pháp đã tính toán lượng vật chất không gian rơi xuống trái đất mỗi năm và đưa ra con số kinh dị trong nghiên cứu mới đây. Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Earth the Planetary Science Letter, nhóm tác giả đến từ Đại học Paris-Saclay Pháp và Trường Hóa học thuộc Đại học Leeds Anh cho biết trung bình có đến 15.000 tấn mưa bụi không gian đi vào bầu khí quyển trái đất. Trong đó, ít nhất 5.200 tấn sẽ chạm được tới mặt đất mỗi năm. Tuy con số 5.200 tấn là khổng lồ, nhưng bạn vẫn không cần e sợ mình mắc kẹt trong những cơn mưa bụi đất dữ dội trong năm nay. Bởi lẽ, mưa bụi này được làm bằng các vi vật cực nhỏ có kích thước dưới 0,7mm, bao gồm 1.600 tấn phi vật thể và 3.600 tấn tinh cầu vũ trụ, đá, không gian nóng chảy. Mưa bụi này được phân bố đều rỉ rả khắp trái đất, do vậy bạn hầu như không thể nhận biết được. Nhưng đôi khi những diễn biến xảy ra trái ngược với dự định của con người thì có thể gây ra nguy hại vô cùng to lớn. Nhóm nghiên cứu này cũng đã thực hiện 6 cuộc thám hiểm Nam Cực trong suốt 20 năm để đem về được 1.280 hạt vi vật thể và 808 tinh cầu vũ trụ có khối lượng dưới 350 microgram. Những hạt này giúp họ tính toán tốc độ chúng rơi xuống bề mặt cũng như xác định nguồn gốc của hạt. Nam Cực được lựa chọn bởi miền đất hoang sơ này rất ít bị ô nhiễm bởi tác động từ sinh vật sống, giúp bảo tồn tốt hơn những kẻ xâm nhập ngoài hành tinh. Tất cả các dữ liệu được đưa ra vào một mô hình máy tính, giúp tính toán ra những con số kinh dị nói trên. Sở dĩ trong 15.000 tấn vật chất ngoài hành tinh đổ vào bầu khí quyển, chỉ có 5.200 tấn chạm đất là vì bầu khí quyển dày của chúng ta đã làm phần nhiều các hạt bị cháy, tan biến trước khi chạm đất. Theo Science Analyst, 80% lượng bụi vũ trụ này có nguồn gốc từ những sao chổi. Thông tin từ Empire, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Sinh học Thiên văn Tây Ban Nha đã sử dụng kính viễn vọng Gaia của ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, để lập bản đồ vùng cận mặt trời bao gồm tròn sao Orion, Lạp Hộ hay Thợ Săn là nơi có hệ mặt trời tròn sao Perseus, Anh Tiên, ở khu vực rìa Milky Way, Thiên Hà, chứa trái đất và tròm sao Sagittarius Nhân Mã gần trung tâm Thiên Hà. Tiến sĩ Michelangelo Pantaloni và Jesus Mai Alapan cho biết quá trình này đã giúp tìm ra một cấu trúc bí ẩn được đặt tên là Stratosphere, tọa lạc ở phần giữa cánh tay của chàng thợ săn Orion gần hệ mặt trời và tròm Perseus Anh Tiên. Vùng Stratosphere này ẩn chứa dạng sao bậc nhất trong vũ trụ. Trước đây bị tưởng lầm là một vùng trống rỗng.
Chúng có kích thước ít nhất gấp 3 lần mặt trời, trong đó hầu hết là khoảng 6 lần mặt trời. Những ngôi sao này cực nóng nên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trong không gian. Nhiệt độ của các ngôi sao cho nó có các sắc độ từ xanh, vàng, cam, đỏ. Trong đó, màu xanh là nóng nhất, màu đỏ là mát nhất. Đây cũng là những ngôi sao có tuổi đời ngắn nhất bởi những phản ứng hạt nhân dữ dội trong trái tim, đẩy chúng nhanh chóng đến ngày bùng nổ thành siêu tân tinh. Nói trên Life Science, nhóm tác giả cho biết chính những vụ nổ sao này đã phân tán các nguyên tố nặng đi khắp thiên hà. Loại sao quái vật này cực hiếm và cực quý giá, được coi là thứ làm giàu hóa học cho thiên hà. Cũng chính nhờ những quái vật xanh cổ xưa đã chết mà hệ mặt trời của chúng ta mới có đủ các nguyên tố nặng cần thiết để tạo ra những hành tinh phong phú về mặt hóa học, có khả năng tạo nên phản ứng sinh hóa, sinh ra sự sống trên trái đất. Các nhà nghiên cứu khẳng định, việc tìm hiểu về những cơn mưa bụi kỳ lạ này là cửa sổ quan trọng để hiểu được cách những cơn mưa bụi tương tự hàng tỷ năm trước, có thể là dồi dào và mạnh mẽ hơn nhiều lần, đã gieo mầm các phân tử nước và carbon trên trái đất, là những mảnh ghép đầu tiên cho sự ra đời của muôn loài, đó là theo cách nghĩ của các nhà khoa học. Kính thưa quý vị thân mến, gần đây Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Sự việc hiện tượng kỳ lạ chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Vào ngày hôm qua, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã phải hứng chịu một buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên. Kế tiếp là sấm chớp ghê người kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Kinh hoàng hơn khi tia chớp kéo dài 3 tiếng đồng hồ gây cháy một trạm điện, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Vào ngày hôm qua, giữa buổi trưa ở Hải Khẩu, thời tiết khắc nghiệt khi liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ, Hải Khẩu đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bùng rất dữ dội, kèm theo đó là tia chớp sấm sét đùng đùng. Cảnh tượng đó giống như chỉ có trong phim ảnh, nhưng đây là sự thật khiến người dân không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng hoang mang và lo sợ. Họ lo sợ không biết phải hứng chịu những tai họa nào của thiên nhiên nữa. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Hải Khẩu, từ khoảng 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, số lần sét đánh ở Hải Khẩu lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút. Rất nhiều người dân ở Hải Khẩu xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Nhanh chóng, đoạn video này đã trở thành file hot nhất của mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Hải Khẩu đã nói rằng sấm chớp này sao mà vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển. Năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng trưa hôm đó đột nhiên Hải Khẩu có sấm sét, âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường là bản thân tôi không phải là người sợ sống chết, nhưng lần này bị dọa cho khiếp vía. Theo hãng AP đưa tin, cảnh tượng tia chớp dữ dội như xé toạc bầu trời ra thành đôi. Những tia chớp nó di chuyển thật đáng sợ, như đang rượt đuổi đánh ai vậy. Chưa dừng lại ở đó, vì sức mạnh của tia chớp kèm theo tốc độ đánh của nó đã khiến một trạm điện bốc cháy. Thật may vì thời điểm này người dân đang nghỉ trưa và trạm điện cũng cách 2 km với nơi đông dân nhất của khu vực này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, lúc khoảng 17 giờ 53 phút, tòa nhà ở khu dân cư quận Thiết Tây của thành phố Hải Khẩu bị sét đánh trúng, xuất hiện rất nhiều tia lửa. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng cho thấy, sau tia chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Trong nháy mắt, một cột sáng màu cam đánh vào một tòa nhà cao tầng gần đó. Tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất. Cơ quan chức năng Trung Quốc giải thích là do sét đánh vào dây điện làm cháy bãi cỏ, đồng thời đưa ra thông báo đã có 13 người thiệt mạng trong chiều ngày hôm qua. Công ty điện lực địa phương cho biết dây điện cao thế đã bị hư hại, việc cung cấp điện đang gặp gián đoạn. Sự việc khiến người dân địa phương lo lắng khi cơ quan khí tượng Hải Khẩu tối qua liên tục đưa ra cảnh báo về mưa lớn sấm sét. Theo một người dân địa phương tên Chi Lưu chia sẻ, thật sự dùng mình sắp nổ một cái. Đột nhiên trong nhà máy điện bây giờ trời đã oi bức, lâu rồi vẫn chưa có điện, không dám bật công tắc điện, quạt máy điều hòa đều không mở được, thật sự bây giờ là rất là nóng. Theo Weibo Hải Khẩu, đăng thông báo của chính quyền cho biết, Đài quan sát khí tượng Trung tâm Hải Khẩu vào lúc 12 giờ 39 phút ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo xanh, mưa bão ban đầu thành cảnh báo màu vàng và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Hải Khẩu của một số khu vực cục bộ khác. Sau đó, Đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo vàng, sấm sét thành tín hiệu cảnh báo cam, sấm sét vào lúc 1 giờ chiều qua. Thông báo rằng dự kiến trong 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố Đông Sùng,
Minh Phụng, Hiền Tùng Giang, thành phố Vấn Thành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao. Theo như dữ liệu công bố lần cuối cùng của Hải khẩu đưa ra cảnh báo màu cam là lúc 16 giờ cùng ngày, những tia sét to phát nổ trên bầu trời giữa trưa như muốn xé toạc một gốc cây. Một cư dân mạng nói sấm sét hôm qua cũng đã rất sợ, cảm giác như muốn bổ đôi tòa nhà ra. Mỗi người dân địa phương phản ánh, 6 cây dưới tòa nhà đã bị bổ thành hai. Cũng có người dân Nhạc Dương nói rằng tia sét chiếu sáng bầu trời, ngói trên mái nhà của cô cũng bị thổi đi, mọi thứ trước nhà cũng bị tung bay. Ngoài ra, các am ở Phân Nghi và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây cũng xuất hiện hiện tượng sấm sét, khiến nhiều người đã bị đánh thức khi đang ngủ. Trong khi đại lục không ngừng xuất hiện các hiện tượng lạ ở khắp nơi, sự việc kỳ lạ này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Trong 12 giờ có đến 140.000 tia chớp, oán niệm quá nhiều, ông trời đang khóc cho những người chết vì dịch bệnh COVID-19 đã qua đời trong đợt này. Người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Cổ nhân Duy Huấn, người đáng thương anh ắt có chỗ đáng trách. Trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho con người làm chuyện xấu quá nhiều sẽ có loại thiên tai nhân họa xuất hiện. Bề mặt xem là điều đương nhiên, kỳ thực, điều thiên ý mà là thiên ý này có điều bất đắc dĩ của thần. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.